Hello mọi người, hiện tại thì Phạm Huy đang đứng trước một cái gọi là tàn tích nhà thờ cổ. Và ở đây thì người ta đã bị chặn rồi, nhưng mà người ta chắc là cũng có thể là không có nghiêm ngặt lắm. Tại vì người ta chặn như kiểu này thì mình có thể mình rút ra mình vô được. À không, bây giờ mình vô trong, mình khám phá thử ở trong này có gì và tại sao nó bị vậy ta. Nè, mọi người có thể nhìn thấy nè, đây, đây là cái ngôi nhà thờ cổ nè. Xung quanh ở đây á, hầu như là thấy là toàn là bãi đất trống, không có thấy một bóng người nào cả. Nhưng mà thiệt ra là cây xanh đổ ở đây á, nó trồng theo cái kiểu như là trồng theo cái cách có bàn tay của con người, cho nên là trồng rất là tươi tốt và nó có hàng hóm rồi thẳng lối. Đó, mọi người nhìn đó, với cái lối kiến trúc này thì cái lối kiến trúc là của người Pháp. Nhưng mà ở trên kia, như ở trên cái cao nhất á, hiện tại là Phạm Huy đang thấy là nó có những cái bê tông cốt thép. Thì chắc là cái ngôi nhà thờ cổ này cũng không phải là xây dựng quá lâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới gần hơn để chúng ta xem thử nó như thế nào nha. Ở đây á, tuy là bị bỏ hoang nhưng mà hình như là vẫn có người vào những cái dịp gì đó người ta tới đây người ta thờ cúng. Tại vì thấy có những cái lư hương rồi cũng có những cái lễ vật, những cái vật phẩm nữa. Và ở trên kia thì còn tượng chúa luôn. Cái nhà này là giống như là cái mặt tiền á. Thì chắc ở đây với cái lối kiến trúc mà nó xây dựng kiểu mà lên cao như vậy thì đây chắc chắn là cái nơi mà gọi là để thắp chuông đó. Bây giờ mời mọi người cùng với Phạm Huy chúng ta sẽ bọc vòng ra ngoài sau xem thử ngoài sau nó có những cái điểm gì không nha. Đi. Một thông tin nữa là có nghĩa là khi mà chúng ta đến với núi lửa Chưa Đăng Gia tại Gia Lai á, xong chúng ta bọc xung quanh cái ngọn núi thì chúng ta sẽ thấy được cái ngôi nhà thờ này nè, thấy không? Ở đây có công tắc nè, có đường điện nè, dây điện này rất là mới, chắc là người ta mới làm lại. Và đây nè, mọi người thấy chưa, Phạm Huy nói đúng mà, thấy không? Cái này á, là những cái thanh sắt mà của từ thời Pháp. Cái này là sắt phi 18 đó, cái kiểu mà sắt mà trơn, cái kiểu mà trơn dài trơn chứ nó không có những cái đường gân, không như có những cái đường sọc giống như sắt bây giờ đó. Và cái lối xếp đá này và đặc biệt là rõ nhất là xếp đá ngay chỗ cái vòm đó. Với cái lối kiến trúc mà xếp đá cái vòm như vậy thì là lối kiến trúc của người Pháp. Như mọi người cũng thấy rồi đó, không biết tại sao cái ngôi nhà thờ này lại bị bỏ hoang, nhưng mà nghĩ là chắc là nó có một cái lý do riêng nào đó, đúng không? Thôi, nói chung là mình không có xoáy sâu vào cái vấn đề đó, chỉ muốn nhắn nhủ tới tất cả các mọi người là nếu như ai đã có dịp đã cất công lên tới ngọn núi lửa Chưa Đăng Gia rồi thì chúng ta có thể ghé ngang tới đây này, thì có thể là ghé vào tham quan chút xíu cho biết cũng được. Còn bây giờ thôi, chúng ta sẽ đi tới những địa điểm tiếp theo nha. Đi.